chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tài Xỉu nhé. Anh em nhìn này, anh em đánh đâu cũng thua nhé, đánh xỉu cũng thua mà đánh tài cũng thua, hột nắp đĩa hoàn toàn là không có tang anh em nhé. Này anh em đi lắc cái dùng cái này thì bao ok, anh em đánh xỉu cũng chết nhé. Ván này cho anh em đánh xỉu này, khi anh em biết bên trong là 1 2 6 anh em đánh xỉu luôn nhé. Anh em đặt xỉu đi, Tấn chỉ cần cho người sàn nhẹ cái phát thôi là qua tài này. Đó, 1 3 5 3 5 6 qua tài chưa, đang là xỉu qua tài chưa, hoàn toàn không có tăng tích gì cả. Cái này đi bắt gà bắt nai cực kỳ hiệu quả. Khi anh em lắc lên này, lắc lông bông thôi, tỷ lệ 90% là xỉu anh em, 90% là xỉu. Lắc cho hột nó ly lông bông lên này. Đấy, ví dụ như đang nhận nhất này, anh em chỉ cần sàng nhẹ cái này là qua tài, mà qua tài rồi nó sẽ không về xỉu được nữa. Đấy, ví dụ bình thường mà anh em làng người ta đánh tài thì anh em sẽ lắc cho hột lông bông lên thì nó đi xỉu, thì người ta đánh tài là mình dở luôn. Đấy, 80% 90% là xỉu này, đang là xỉu này, mà người ta đánh xỉu nhiều thì mình sàng nhẹ cái là qua tài. Đấy, con 2 con 1 con 2 đều qua nhé. Đó, con 1 con 2 đều có thể qua, 1 2 qua 5 6 đó, mình lắc lông bông này lên này. Nếu mà anh em nào đang chơi tài xỉu ấy, đi lắc cái thì dùng cái bộ này, thì liên hệ trực tiếp cho Tấn qua số hotline trên màn hình 136 số 10 này. Em sàng nhẹ cái này qua này, sàng nhẹ cái phát con 2 qua luôn này, không có tiếng kêu. Mình lắc lông bông lên nó sẽ đi xỉu 134 này. Anh em chỉ cần sàng nhẹ cái thôi, sàng nhẹ cái là nó qua này. Đấy, con 3 con 4 là không có qua lại được anh em nhé. Này, mở cho anh em xem này. Đó, đang là xỉu này. Anh em chỉ cần sàng nhẹ cái, sàng một xíu là được, là qua tài luôn. Đó, 2 hột luôn, 3 hột luôn. Này, đang là xỉu này, anh em sàng nhẹ cái qua. Này, mở ra cho anh em nhìn nhé. Này, đó, qua rất là nhẹ nhàng luôn. Ở bên Tấn là chuyên cung cấp cho anh em tất cả những đồ chơi bầu cua, tài xỉu, bài lá, sóc đĩa anh em nhé. À, số 7 này, anh em sàng nhẹ cái là qua này. Đó, qua rất nhẹ nhàng, hột này bao đẹp luôn. Hột bao đẹp luôn, đó. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì nhớ đăng ký kênh, kết bạn Zalo, liên hệ trực tiếp cho Tấn qua số hotline. Tấn sẽ tư vấn cho anh em về bộ hột này. Hột này thì bao đẹp, anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để test hàng. Không có tăng tích gì luôn, anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.